Dạ em xin kính chào quý anh chị khách hàng nhé. Trước mặt quý anh chị khách hàng là những cái block biệt thự mini, biệt thự sân golf Westlake Tân Mỹ Đức Hòa Long An nhé. Thì ở đây là chủ đầu tư tập đoàn Trần Anh đã xây dựng 500 căn biệt thự, gồm có biệt thự mini, biệt thự song lập và biệt thự đơn lập nhé, quý anh chị khách hàng nhé. Thì những cái căn biệt thự mini thì diện tích 6 x 14, xây 1 trệt 2 lầu. Biệt thự song lập là diện tích là 10 x 20, xây 1 trệt 2 lầu. Đơn lập thì cũng như vậy nhé, xây 1 trệt 2 lầu hết nha quý chị khách hàng nhé. Đó. Thì hôm nay có rất là nhiều khách hàng lên tham quan dự án này. Đấy, thì trước quý chị khách hàng mình thấy nhé. Đấy, hôm nay là rất là nhiều quý chị khách hàng lên tham quan dự án. Đó. Và Hạnh Nguyễn cũng xin nói luôn, ở đây sản phẩm của chủ đầu tư những cái căn biệt thự mini. Những cái căn biệt thự mini thì giá 3 tỷ 6 một căn, những cái căn biệt thự song lập là 6 tỷ 8 một căn. Đấy, ở thời điểm hiện tại là cũng chỉ còn vài tháng nữa là hết Tết rồi, đã đến Tết rồi. Thì chủ đầu tư đang có những cái chính sách mà rất rất là ưu đãi, cực kỳ tuyệt vời cho quý chị khách hàng ở thời điểm hiện tại. Khi mà quý chị khách hàng mình thanh toán 20%, số còn lại mình trả chậm trong vòng 24 tháng được chiết khấu ngay 2%. Quý anh chị khách hàng mình thanh toán 50% được chiết khấu 6%, và phần còn lại mình trả chậm trong vòng 12 tháng. Và quý anh chị khách hàng mình có đủ điều kiện kinh tế hơn nữa thì mình thanh toán 95% được chiết khấu ngay 11%. Và đặc biệt ở thời điểm này, nếu mà từ bây giờ đến Tết quý anh chị khách hàng nào mua, Hạnh Nguyễn sẽ hỗ trợ cho quý anh chị thêm một cái gói vật liệu xây dựng hoàn thiện nhà. Vật liệu hoàn thiện nhà là 50 triệu trừ thẳng vào hợp đồng cho quý anh chị khách hàng nhé. Đây là một cái ưu đãi rất là tốt từ bây giờ đến cuối năm. Đấy, thì biệt thự sân golf này thì anh Nguyễn cũng xin chia sẻ như sau. Thì ở đây tất cả những cái căn biệt thự này, chủ đầu tư bất động sản Trần Anh đó, đã xây dựng gần như là 100%, và có thể là bàn giao ngay cho quý chị khách hàng mình để mà hoàn thiện nhà ở hoặc là cho thuê. Thì ở đây thì đây là cái biệt thự sân golf Westlake, thì ở vị trí nó ở ngay xã Tân Mỹ Đức Hòa Long An, ngay sân golf Westlake nha quý anh chị khách hàng nhé. Và ở đây thì mình đi cách Sài Gòn khoảng 45 phút từ sân bay đi lên. Đấy. Đấy là giá hiện tại rất là tốt, và cái chính sách hậu mãi cuối năm cũng rất là tốt cho quý anh chị khách hàng nhé. Và nếu mà quý anh chị khách hàng nào mình đã mua dự án này rồi thì mình tham khảo thêm video của em. Và nếu mà quý anh chị khách hàng mình đã mua rồi thì mà mình có nhu cầu hoàn thiện nhà thì mình cứ alo cho em. Số điện thoại Hạnh Nguyễn sẽ để trên cái phần màn hình và cái phần mô tả. Quý anh chị khách hàng nào nếu mà có nhu cầu thì hoàn thiện nhà hoặc là ký gửi thì cứ alo cho bất động sản Hạnh Nguyễn nhé. Hạnh Nguyễn sẽ nhận tất cả các sản phẩm ký gửi cũng như hoàn thiện nhà. Và sẽ giới thiệu nhà thầu tốt nhất để cho quý anh chị khách hàng mình hoàn thiện căn nhà được ưng ý hơn, tốt hơn và đẹp hơn. Xin kính chào quý anh chị khách hàng nhé, và hẹn gặp lại quý anh chị khách hàng ở video tiếp theo và một dự án tiếp theo nhé.